Liệu Phật pháp có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống hay không? Ý con là những lý thuyết triết học xã hội tôn giáo khá rất hay và dễ áp dụng trong cuộc sống hơn. Nó một phần những nguyên nhân là như thế này. Một cái quý vị có biết là có đôi khi chúng ta không không hấp thụ được nước cất, quý vị biết được chuyện đó không? Nước cất chúng ta không hấp thụ được, mà nước nó phải có tạp chất thì mình mới hấp thụ được. Cho nên cái xã hội này đó, nó là một cái xã hội không có thuần túy, mà một người đó họ không ác, nói nó kỳ, một người mà họ không ác khó sống. Một người mà họ không có thủ đoạn khó tồn tại. Một người mà họ không có lương lẹo, không có đạp người này xuống để mình leo lên, không có luồn cúi, khó sống. Đó là một xã hội mà một người thuần túy rất khó sống. Quý vị có biết cái chữ ngu không? Cái chữ ngu, thời nay người ta dùng cái chữ ngu á là để người ta chửi. Nhưng mà cái chữ ngu á, vốn gốc, cái nghĩa cổ, cái nghĩa ban đầu sơ khai mà người ta dùng á, nó là cái người hiền, cái người thật thà, ha, có tức là hiền mà thật thà, cho nên người ta gọi là ngu vương. Ngu vương tức là một vị vua hiền, một vị vua thật thà. Mà thời nay cái người hiền, cái người thật thà rất là khó sống, cho nên cái từ ngu nó thành ra cái từ chửi. Thấy chưa? Mà Phật pháp á, cái mục đích là gì? Là đưa chúng sanh đi lên và đưa chúng sanh đi ra. Và Đức Thế Tôn khẳng định khi mà Ngài mới thành đạo, tức là gì? Cái giáo lý này nó đi ngược với xã hội. Nó đi ngược với xã hội. Mình muốn đi lên, mình muốn đi ra, thì mình phải nó kỳ, phải khác người ta. Và mà những cái đó đó mà mình muốn áp dụng đó, thì mình sẽ chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Nhưng mà bù lại nó sẽ cho cái quả là mình sẽ đi lên và mình sẽ đi ra. Còn mình cứ thích chịu dơ chịu bẩn thì mình cứ áp dụng những cái lý thuyết khác ngoài Phật giáo, đương nhiên nó sẽ dễ áp dụng hơn. Sư đưa ra một, tự nhiên sư nghĩ đến một cái hình tượng nó như thế này. Một người mà muốn đi ra khỏi cái hầm phân á thì phải biết từ chối những con dòi và biết từ chối những đống phân. Họ phải biết ghê tởm cái mà họ đang chìm ngập ở trong đó, tức là trong cái hầm phân. Và họ phải lo mà họ đi ra. Còn nếu như họ muốn hòa mình với những con dòi ở trong đống phân thì họ phải ưa thích cái mùi vị trong đó. Thế gian này cũng vậy. Mình muốn sa đọa, mình muốn hòa với thế gian thì mình phải chịu dơ, phải chịu bẩn, phải chịu dẹp cái liêm sỉ qua một bên thì mình mới dễ hòa đồng với xã hội. Còn nếu mình muốn đi lên, mình muốn đi ra thì mình phải dùng cái từ là gọi là cách ly xã hội.
nha.